Xin chào các cô gái xinh đẹp và các anh chàng xinh trai. Hôm nay Trang sẽ swatch một hãng son vô cùng quen thuộc, đấy chính là NYX với dòng son Liquid Suede. Bạn này thì đã ra mắt từ năm ngoái rồi và Trang đã có mua 8 màu lúc đấy. Nhưng cứ mỗi lần nhớ ra định swatch thì mình lại thấy hứng thú với một em son khác hơn. Và thế là cứ kéo dài mãi cho tới tuần trước khi NYX Việt Nam lại trùng hợp gửi tặng cả bảng màu. Thì mình quyết định sẽ review em này luôn vì chị em dục dã quá lâu rồi. Nếu như bạn đã xem video 7 màu son đỏ giá drugstore thì Trang cũng đã cho một em Liquid Suede này vào trong đó. Chất son so với giá bán rất ưng, nhưng hôm nay thì mới chính thức quay kỹ từng màu để mọi người cùng quan sát đây. Bảng màu ban đầu phát hành thì gồm có 12 màu này, nhưng khoảng 1-2 tháng trước gì đấy thì NYX đã lại tung ra tiếp 12 màu nữa. Mình vẫn chưa có ý định sở hữu thêm các tông đó vì tổng thể các màu rất cá tính, toàn các màu lạ và Trang cũng không hay sử dụng hàng ngày. Trừ khi nào mọi người yêu cầu quá nhiều thì mình sẽ đổi ý. Vỏ son thể hiện màu son dường như là một đặc trưng của NYX từ trước đến nay rồi, tương tự như cây Soft Matte Lip Cream hay là cây Butter Lipstick. Dòng son này cũng được thiết kế vỏ son ngoài trùng với màu son, và màu son thì thực sự rất sát với màu ngoài vỏ nên bạn sẽ không phải lăn tăn xem màu son có khác nhiều hay không đâu. Mặc dù tổng thể nhìn to lớn lực lưỡng nhưng thể tích của em này chỉ có 4ml mà thôi. Chính vì không có vỏ giấy đi kèm nên mọi thông tin như là thành phần, nơi sản xuất, hạn sử dụng đều được in kín lên thân son, hơi bị rối mắt. Thường các hãng drugstore khác sẽ có đính kèm một tờ giấy để người dùng có thể bóc ra, và thật tình thì mình thích giải pháp đó hơn. So với các loại son kem khác thì đầu cọ của bạn này tương đối dài, ngắn hơn đầu cọ của cây NYX Lingerie một chút. Với mình thì điểm này không gây khó khăn cho việc viền môi vì vẫn có thể viền nét được. Nhưng với các bạn có dáng môi mỏng hơn thì sẽ có thể thấy đây là điểm trừ đấy. Son không có mùi gì khác ngoài mùi hóa học cơ bản. Tả thế nào nhỉ? Khi ngửi sẽ thấy hơi nhựa một chút chứ không có mùi thơm hay là mùi hắc. Trên thân son cũng ghi rõ đây là cream lipstick, tức là son kem. Nhưng Trang đặc biệt lưu ý bạn này không phải là son kem lì đâu nhé. Khi vừa thoa lên môi thì sẽ hơi bóng một chút, đợi tầm 1 phút rưỡi thì son sẽ khô nhẹ lại nhưng không làm hiện vân môi. Tuy nhiên cũng sẽ không bị xê dịch khi mà bạn bặm môi lại đâu. Nhìn từ xa thì như chất son satin, không bóng quá mà cũng không lì quá. Điểm mà có lẽ sẽ khiến nhiều bạn không hài lòng đấy là cảm giác son dính nếu như bạn có thói quen bặm môi nhiều lần. Vì son sẽ không khô lại hoàn toàn nên là cái cảm giác dính đấy sẽ vẫn còn cho tới khi nào bạn tẩy son đi thôi. Chính vì mình không có thói quen bặm môi nhiều trong ngày nên có lẽ đặc điểm này cũng không làm mình quá bận tâm. Nhưng chính yếu tố đấy lại khiến son mềm hơn và không làm khô môi mình một chút nào cả. Trong trường hợp này thì có lẽ gọi là được cái này mất cái kia. Ví dụ như dòng Soft Matte Lip Cream sau một vài giờ mình tẩy đi thì môi thấy khô căng. Nhưng với dòng này thì không gặp tình trạng đấy, môi vẫn rất mềm và không có dấu hiệu gì nguy hiểm cả. Với lần swatch này thì mỗi màu mình sử dụng tổng cộng 2 lần nhúng cọ, một lần cho môi trên và một lần cho môi dưới. Các tông màu đậm hơn thì lên môi rất đều và mịn, các tông màu sáng hơn như là 2, 6 và 9 thì không bị loang lổ quá nhưng sẽ cần đưa cọ đi lại nhiều lần để lớp màu được đều hơn. Mặc dù chỉ là chất kem và không bám chặt vào môi nhưng khả năng giữ màu lại cực kỳ tốt. Đây chính là lớp màu còn lại sau khi mình ăn trưa xong, có dầu mỡ và uống nước khá nhiều luôn đấy. Lớp son cũng chỉ trôi ở phần lòng môi nhưng xung quanh thì vẫn còn nguyên, thậm chí không nhạt đi là bao nhiêu. Nếu không ăn thì lớp màu sẽ không bị nhạt đi nếu bạn cũng tô kín 2 lần như mình. Uống nước thì lớp kem trên môi sẽ dính ra khá khá đấy.
Để tẩy sạch màu son thì mình cần sử dụng loại tẩy trang có chứa dầu, chứ tẩy trang có nước thì sẽ không tẩy sạch được hết các cái lớp màu dính trên môi đâu. NYX chưa bao giờ làm mình thất vọng về các sản phẩm, giá thành vô cùng hợp lý và chất lượng thì rất hài lòng. Đặc biệt khi cần tìm một tông màu nổi bật thì trong đầu sẽ nghĩ đến NYX đầu tiên, từ màu mắt, kẻ mắt, phấn má, màu son vân vân, tông màu gì độc lạ là cũng sẽ tìm thấy ở đây hết. Có lẽ cũng vì NYX là hãng mỹ phẩm đầu tiên mà mình sử dụng từ khi bắt đầu quan tâm tới make up, thành ra mình luôn có một sự quan tâm đặc biệt. Nếu thấy thiên vị hơn thì cũng dễ hiểu mà đúng không? Ở phần description bên dưới, Trang sẽ để kèm link cả những nơi bán ở Mỹ lẫn showroom ở Việt Nam để mọi người có thể tìm hiểu thêm nhé. Bảng màu rất đa dạng và thích mắt, nhưng chính mình cũng phải thú nhận là chỉ có các tông 3, 4, 7, 11, 12 là sẽ sử dụng được nhiều hơn thôi. Tất nhiên là nếu bạn nào dũng cảm muốn thử các tông cá tính còn lại thì Trang vẫn rất hoan nghênh mà. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình thử một tông son xanh than hay là tím pastel kiểu này. Trước khi ngồi yên quay cả mặt cho mọi người xem cũng mất một lúc lăn lộn trước gương vì không nhận ra bản thân rồi. Mình nhớ thỉnh thoảng cũng có bạn comment là muốn xem Trang tô son đen, son xanh. Giờ thì chiều lòng các nàng rồi nhá. Bạn thấy lần này Trang hợp tông màu nào nhất nhỉ? Cho Trang biết nhá. Rồi mình sẽ tô màu son đấy nguyên một ngày sự kiện quan trọng sắp tới. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.